Bài ở trang 49 này là một cái bức thư viết mẫu thôi. Đó, nó là của bài viết, nhưng người ta viết mẫu thì mẹ lười, mẹ không muốn cho con viết. Thì mẹ sẽ cho chúng ta cùng nhau đọc nhá. Kim Nhong Chun sân xanh nỉm kẻ. Yong Chun dịch chữ Hán ra là gì? Chém gió xem nào. Yong là gì? Ôi dồi ôi, dễ quá. Yong là anh đúng không? Chun là Tuấn. Đúng chưa? Đấy. Vân U là Vân Uân. Chữ chờ là chữ T. Đúng không? Yong Chun là anh Tuấn. Thế chú Nhang là gì? Đây. Chứ còn gì nữa? Trước giờ cũng chẳng có bạn chú Nhong Si mình học ở sơ cấp 2 đầy còn gì nữa. Anh Tuấn với Tuấn Anh đây. Nó cũng gần gũi tiếng Việt ghê còn gì nữa. Nào, tiếp tục trở lại. Kim San Thanh Nim, Cử Đông An, An Nhân Hà Sát Sở. Cử Đông An, An Nhân Hà Sát Sở. Thì bằng với cái gì nhỉ? Cử Đông An, Chai Chi Nét Sở. Nhưng mà nếu mà chuẩn kính ngữ thì sao? Cử Đông An, Chai Chi Nét Sở. Nào, ôn lại bài 2 nào. Đuôi câu chuyển sang dạng hỏi nhẹ nhàng là gì nào? Cử Đông An gì? Đấy, úi dồi ôi, vừa học bài 2 trước Tết, qua Tết sang đến bài 3, rơi mẹ luôn. Mà còn chưa kịp vào bài 3 ấy chứ, đây mới là của bài 2 mà đúng không? Ăn nhau hai xoăn này ô. Chài chi này xoăn này ô. Đã xót thì tất cả cùng là xoăn này hết. Đã vào xót rồi là không còn phân biệt tính từ hay động từ nữa. Đã quá khứ rồi thì chung là hết chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Rồi. Ode tu sư sưng nghe nà đi thủ đạo bà sưng ta. Sư sưng nhá, cái từ sư sưng này nó nghĩa là giáo viên, nó bằng với từ son sen thôi. Nhưng mà ngày xưa, thời xưa thì người ta hay dùng từ sư sưng, sư sưng nìm. Đấy, bằng từ son sen nhưng mà từ của thời hiện đại. Thì cái sư sưng nghề này thì sẽ hiểu là ngày nhà giáo đấy. Dùng tiếng Việt thế thôi gọi là ngày nhà giáo, chứ ai gọi là ngày giáo viên. Hiểu chưa? Thì mình vẫn gọi là son sen nhưng mà mình sẽ gọi là sư sưng ngày nay, chứ mình không gọi là son sen ngày nay, đúng không nào? Rồi, Thurawatta là gì ạ? Thurawatta mà dịch là đến. Đúng rồi, quay trở lại chưa ạ? Thurawa. Opa, we tharun nhỏ cha. Pali Thurawa. Hiểu chưa? Sao anh đi không? Anh phải về đây với em chứ, Thurawa. Hiểu chưa? Năm nay, ngày nhà giáo lại trở lại rồi. Sư sư ngày nào đi thuê tè mà ta. Mỗi khi mà đến ngày nhà giáo, thời gian mà đi với Ika thời ta thì mình dịch ra đến khi tới lúc nhá. Mỗi khi mà tới cái ngày này á thì làm sao đây ạ? Trở nên sân xanh niềm xanh cả cười làm nỉ ta. Em lại gì ạ? Em lại nghĩ đến thầy. Ok, ở đây các con nhìn thấy rằng là xanh ga cười ha ta là một động từ ở dạng chủ động, đúng không nào? Như vậy là em nghĩ đến thầy. Thế nhưng mà nếu như vì một cái điều gì đó mà khiến mình gợi nhớ đến ai đó một cách tự nhiên, chứ không phải là mình chủ động mình nhớ đến người ta, thì khi đấy mình sẽ dùng từ gì ạ? À? Ví dụ nhá, ví dụ ngày hôm nay con nhìn thấy mẹ mặc cái áo hở nửa rú như này đúng không ạ? Thế là tự dưng ngày mai đi ra ngoài đường thấy một đứa mặc cái áo giống như thế này, thế tự dưng nghĩ đến mẹ. Thì đấy là mình không phải là mình suy nghĩ một cách chủ động mà tự dưng là bị nghĩ tới thôi. Đúng rồi, khi đó mình sẽ dùng sanh găng nà tả. Đó, sanh găng kha tả là mình chủ động suy nghĩ. Ví dụ mình nói là gì? Nghĩ đi, nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi, thì là gì ạ? Xanh các khá xe. Hiểu chưa? Xanh các khá xe, chứ không phải nói là gì xanh các ná xe được, đúng chưa? Thế bây giờ mình mới hỏi là gì? Thế hôm qua ngủ với anh nào? Từ từ để tao nghĩ đã nhá. Chầm căn xanh các khách kế, chầm căn xanh các khe bồi kể, tao nghĩ đã, đúng không? Thế lúc mình nghĩ ra rồi mình là gì ạ? Xanh các là sờ. Được chưa? Chứ không ai nói là xanh các hết sờ cả. Xanh các hết sờ là gì? Đã nghĩ rồi. Nhưng mà xanh các ăn à? Mà không nghĩ ra. Đấy, còn nghĩ ra, đúng không? Nhớ ra rồi thì là xanh găng nào. Xanh găng là sao? Thì thực ra ấy, ở đây chúng ta có thể sử dụng san xanh nim xanh cả gửi thì tà này như này cũng được. Đó. Nếu không thì sẽ sử dụng là san xanh nim mi xanh gắc na chim nì tà. Được chưa ạ? Và mẹ bonus thêm cho mọi người này. Ở đây thực ra người ta ghi đây là san xanh nim xanh gạc này thôi. Nhưng thực ra bản chất ý là nghĩ về ai, nó chính là somebody ơi xanh cả gửi hà tạc. Trả lại cái chữ ơi vào đây cho mẹ. Tiếng Việt này, nghĩ về ai, nhưng tiếng Hàn không có chữ về ở đấy. Tiếng Hàn sẽ là somebody ơi xanh cả gửi hà tạc, nghĩa là nghĩ về ai. Cái phần này mẹ cũng có một chiếc vlog cực kỳ hay, đó là mở rộng ơi. Chúng ta biết rằng là cái ơi là chỉ là dùng để sở hữu đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp này nó đâu có phải là sở hữu nữa đâu. Đâu có phải là suy nghĩ của cô giáo, không phải là suy nghĩ của người đó, mà là suy nghĩ về người đó, như vậy là hoàn toàn khác rồi đúng không ạ?
ươi ấy, ươi là ươi của ấy, ươi ê ấy, nghe còn không thủng nữa ấy, ươi chứ không phải là ưn. Sao mẹ thính thế nhỉ? Cái con này ngồi ngay bàn đầu nói chuyện với nhau mà mẹ không nghe thấy thì là mẹ bị điếc ấy. Bà Giang ở dưới kia, bà ngồi bàn cuối, bà thì thầm mẹ còn nghe thấy, đúng không? Từ cái thời học sinh lớp 1 nó lầm bầm gì ấy mẹ cũng nghe thấy luôn đó. Trời ơi, người ta phải có cái tai như thế thì người ta mới phân tích được âm thanh, để người ta làm một cái người giáo viên nhân dân để dạy về ngôn ngữ chứ. Phải sửa phát âm số 1 Việt Nam chứ. Thì cái này mẹ nói sương sương thôi này. Ngoài việc ví dụ như là nghĩ về em nhá. Nè xanh gác khai chì mà. Nếu mình nói như vậy nghĩa là gì ạ? Nè xanh gác khai chì mà. Đừng có nghĩ về tôi hoặc là đừng có nghĩ cho tôi cũng được. Đừng có lo cho tôi, đừng có nghĩ cho tôi. Đấy, đừng có lo cho tôi có thể là gì ạ? Nè xanh gác khai chì mà. Hoặc là nè khọc trong khai chì mà. Đấy, đừng có lo cho tôi. Nếu mà chúng ta dùng chữ cho nhá, một là các bạn sẽ nhầm thành gì ạ? Na e ge khọc trong hai chị mà. Không đúng. Hai là các bạn sẽ dùng cái cho của we he. Na we he khọc trong hai chị mà. Thì thực ra cái đấy nó không sai nhưng mà nghe nó không hay. Đấy, thế cho nên là gì ạ? Ne khọc trong mày cô trái sạt à? Không, anh đừng có lo nghĩ về tôi mà anh sống cho tốt vào. Thì đấy là cái cách sử dụng đúng của tiếng Hàn. Thì là nó nằm trong cái vlog mẹ nói bổ trợ mở rộng ý nghĩa của ơi. Về xem thêm đi nhá, về học trung cấp 1 rồi. Ok, trở lại này. 한국어 공부를 처음 시작했을 때. Dịch luôn. Khi? Khi mới bắt đầu. Ok, trong trường hợp này cái처음 này mình dịch là mới thôi ha. Chứ không phải là lần đầu tiên nữa. Chứ lại học tiếng Hàn lần đầu tiên với học tiếng Hàn lần 2, lần 3 hả? Khi mới bắt đầu học tiếng Hàn thì sao đây? 한국어 공부가 너무 어려워서. Việc học tiếng Hàn quá khó. Cho nên 포기하려고 했는데. Đúng rồi, đã định bỏ rồi. Nhưng mà 선생님께서 저에게 용기를 주셨잖아요. Nhưng mà gì ạ? Cô là người mà đã truyền cho em dũng khí, đúng không? Dùng từ dũng khí nghe nó không thuần tiếng Việt lắm, nhưng mà đại ý là người đã giúp đỡ em, là người đã thổi bùng ngọn lửa trong em. Rồi. 선생님 덕분에 nhờ có thầy cô mà 저는 한국어 공부를 포기하지 않고, nhớ phát âm 않고. Đó. Em đã không từ bỏ việc học tiếng Hàn mà gì ạ? 잘할 수 있었습니다. Mà em và em đã có thể làm tốt được. Có thể thêm trước cái 잘하다 thành gì ạ? 지금처럼 hoặc là gì? 이렇게. Đúng không? 지금 저는 한국 회사에 취직해서. 취직하다 học từ cuối sơ cấp 2 rồi, nghĩa là gì ạ? Xin việc. Và 취직해서 này là gì ạ? Trình tự, đúng không ạ? Giờ đây thì em đã xin việc được vào công ty Hàn Quốc và trực trăng sang hoa đưa trà ra của Isumita và đang đi làm được một cách rất là tốt rồi. Đấy, trực trăng sang hoa trà ra ta. Nếu mà chính xác ra thì chúng ta sẽ thấy rằng sang hoa là đời sống, trực trăng sang hoa là đời sống đi làm công sở, và sang hoa đưa trà ra ta thì mình sẽ phải dịch là sống tốt thôi, đúng không nào? Đó, trực trăng. Chủ đề này sẽ được học ở trung cấp 2. Nguyên một chủ đề liên quan đến việc đi xin việc và làm việc ở công sở nhá. Tiếp tục. 한국인 동료들과도 잘 지내고 있습니다. 3번이 와과 잘 지내다. Dạy chưa? Rồi. Hòa thuận với ai đó, đúng không ạ? Và em cũng đang có mối quan hệ rất là tốt cùng với cả các bạn đồng nghiệp người Hàn Quốc. Đấy, các con để cái chữ tô đó là vị trí đấy nhá. 모두 선생님 덕분입니다. Tất cả đều là nhờ thầy cô. 선생님 정말 감사합니다. Tiếp tục này. 자주 찾아뵈어야 하는데 찾아뵙다. 뵙다 là gặp gỡ mà dùng cho người trên để thể hiện sự kính trọng rồi, đúng không? Thì 찾아뵙다 mình hiểu là gì ạ? Tìm đến gặp. 찾다 là tìm không? Nhẽ ra là em phải thường xuyên tới thăm thầy hay cô hơn. Nhưng mà 그렇게 하지 못해서 죄송합니다. Nhưng mà em cảm thấy rất là có lỗi vì không thể làm như vậy được, nhẽ ra phải làm như vậy. Thì cũng may là cái câu này là nó xuất hiện trong cái ngày là chúc mừng ngày nhà giáo thôi, chứ không phải là vào cái ngày mà nó muốn nhờ vả giáo viên. Nhờ vả cái đéo gì giáo viên bắt đầu mới liên hệ, như thế là loại láo, hiểu không? Tiếp tục. 시간이 날 때. Khi có thời gian, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng khéo là 시간이 나다 chứ không phải dùng 시간이 있다. Không, 시간이 있을 때 nó không hay. 시간이 나다 thì nó thể hiện là mình rất là bận. Bận thì mới cần phải cái 시간이 나다 là nó tóe ra một cái khe nào đó, đúng không? Ở 시간이 날 때 한번 찾아뵙겠습니다. 찾아뵙. Nhớ phát âm nhá, 찾아뵙겠습니다. 뵙. Ngả âm từ 오에
sang E thôi. 찾아뵙겠습니다. Được chưa? 그럼 늘 건강하세요. 늘 bằng với gì nhỉ? 늘 bằng gì? 항상. 항상. Đúng không? 그럼 vậy nhé. Thầy hãy luôn luôn mạnh khỏe nhé. Ô mẹ cứ tưởng cái nửa bằng với hàng sang này mọi người phải biết từ lâu lắm rồi chưa? Con nói nhưng mà quên. Lại ghi lấy ghi để. Thế mà có con đĩ lồn nào á bảo là con xem rồi. Con ghi vào đầu thôi chứ con cần gì con ghi vào vở đâu. Không có nhớ từ này mà. Cái gì? Con nhớ từ này nhưng mà những cái phần kia chắc lồn gì con đã nhớ. Nói rồi con nhà người ta phải ghi đâu, con ghi và còn chẳng ăn ai nữa là không ghi. Đấy, như thế có phải hay không? Há mồm ra là cãi. Mệt mỏi, nó không cãi, không chịu được cơ. Sau này cứ thử sang nó làm việc với người Hàn xem há mồm ra. Mày lấy hơi một cái thôi, nó cho cái nhét cái giày vào mồm rồi, chứ khỏi phải nói thêm câu nào, hiểu không? Mẹ là quá là hiền từ đó. Ok. Tiếp tục xe đi anh em ơi.